Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, toàn bộ hơn 16.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của thành phố Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Trước đó, để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Đà Nẵng đã tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh. Cụ thể, ngày 12 tháng 6, tổ chức xét nghiệm cho thanh tra thi Bàn vận chuyển, cán bộ coi thi, công an, bảo vệ, phục vụ tại tất cả các điểm thi, bàn thư ký, bàn làm phách. Ngày 13 tháng 6 xét nghiệm cho thí sinh theo hình thức lấy mẫu gột 10 người, riêng cán bộ ban ra đề thi. In sau đề thi đã được xét nghiệm vào ngày 6 tháng 6.